Bắn bi xoay nó là một chuyện, bắn bi sắt là một chuyện, nó cảm giác nó khác nhau. 46 là ông nào? Đâu? Đánh ông nào đâu? Trời ơi, bữa này ngon ghê ta. Trời ơi, nó lính mới ghê thiệt. Làm như có thỏa thuận trước rồi sao á? Đành là tôi. Đánh bay lên rồi. 36, 7, 8, 9, 10. Đành bản ra đâu? Tâm lý. Ôi, vậy thôi, còn chịu nổi bất nữa rồi sao bỏ đi. Vậy mà đu theo Hùng nhé, Hùng lên. Em thấy rồi, em cốt chụp rồi anh cũng ai đu. Hùng lên TV rồi em, chứ không lên TV này gì. Chứ không lên TV này gì. Thổ không chưa. Thổ không chưa. Thổ không chưa. Quá dữ ràng rồi. Ba con chín. Ba bảy rồi, sáng bữa nay ngon rồi, bổ quá.